liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu quận, huyện, thị xã thành lập các tổ công tác tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Thực hiện chỉ đạo, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập hơn 900 tổ công tác để triển khai ra quân tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV tại một số phường của quận Đống Đa. Theo chân đội kiểm tra liên ngành về phòng cháy chữa cháy Công an quận Đống Đa, đoàn kiểm tra ghi nhận phần lớn nhà trọ, nhà cho thuê trên địa bàn quận Đống Đa đã cơ bản khắc phục những tồn tại trước đó như hoàn thiện hệ thống chữa cháy bằng nước tự động, lắp đặt quả tự nổ khi xảy ra cháy, trang bị hệ thống đèn báo hiệu khi có cháy và nhiều thiết bị cảnh báo khác. Bên em cũng được là các anh bên công an có tuyên truyền về cái với hiện tại cái vấn đề phòng cháy cháy rất là quan trọng. Thì nhà này hiện tại em đang có rất là nhiều hệ thống phòng cháy cháy, ví dụ như là có máy bơm cháy tự động này, có bình cầu chữa cháy, có các đầu chờ spinner từ tầng 1, rất tất cả các phòng em cũng đều có đầu chờ spinner, có đầu báo khói báo cháy, có chuông báo, có đèn chờ exit. Ngoài ra thì cũng có cả thang thoát hiểm ở đằng sau nữa. Đây là một trong rất nhiều hộ kinh doanh nhà cho thuê trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Khi được hỏi về công tác phòng cháy, chủ nhà trọ cho biết đã nắm được quy định, hiểu mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn. Song trên thực tế, khu nhà trọ này còn tồn tại nhiều lỗi chưa khắc phục, như không có cửa ngăn cháy, thiếu thiết bị báo cháy, không có hồ sơ theo quy định từ những lần kiểm tra trước và lần này lại tiếp tục bị xử phạt vi phạm hành chính. Đoàn kiểm tra thực tế thì nhắc nhở chú là tại khu vực tầng mái của mình ấy là hiện tại là có vị trí là mặt bằng nó đang bám sát với công độ cao với tầng nhà bên cạnh, thì mình có thể là cắt một ô thoáng để tạo lối thoát nạn khẩn cấp khi cần thiết. Họ sẽ có lối thoát nạn khẩn cấp trong lúc cần thiết, có thể sang mái nhà bên cạnh. Nhà mình là điều kiện thực tế, nó có mái nhà mình nó cách cái mái nhà hàng xóm nhà bên này, phía mặt trước này là khoảng cách khoảng gỡ 4 mét, thì mình còn trang bị thêm một thang dây nữa. Theo báo cáo của phường Nam Đồng, địa bàn phường có 58 hộ cho thuê trọ, nhiều hộ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, song vẫn còn hộ chưa khắc phục triệt để. Với lần kiểm tra này, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các hộ ký cam kết nếu không khắc phục tồn tại sẽ đình chỉ hoạt động. Các cơ sở này thì năm 2023 thực hiện cái kế hoạch tổng kiểm tra của Ủy ban thành phố, như Ủy ban quận thì chúng tôi cũng đã kiểm tra và cũng đã xử phạt rất nhiều cơ sở. Và qua cái việc kiểm tra lại này thì chúng tôi cũng thấy là một số các cơ sở lại cũng có cái khắc phục các cái tồn tại mà đoàn kiểm tra lần trước đã kiểm tra và yêu cầu. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì vẫn còn cơ sở là chưa khắc phục đầy đủ theo cái yêu cầu của đoàn kiểm tra. Và chúng tôi đợt này là sẽ kiên quyết yêu cầu là cho thời hạn nhất định để khắc phục. Và nếu không khắc phục thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đấy tạm đình chỉ theo quy định. Ngay sau vụ hỏa hoạn 14 người thiệt mạng ở phường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu rà soát, kiểm tra, khắc phục 100% cơ sở nhà trọ toàn thành phố và báo cáo trước ngày 20 tháng 6. Đối với loại hình có nguy cơ cháy nổ cao còn lại, báo cáo trước ngày 20 tháng 7.